Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ. Được thấy clip của em hay cho em xin một like, một chia sẻ anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Hôm nay em lên được 5 con chim rất là tố chất cho anh em tham khảo lựa chọn. Em cũng sẽ lên thông tin đầy đủ. Anh em cố gắng theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim anh em nhé. Và đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em cái con trước màn hình anh em đang xem. Một con phải gọi là siêu phẩm anh em ạ. Không có điểm chê anh em. Đó, con này thì ở lồng số 215 anh em nhé. Một con chim anh em nhìn tướng tá bóng bộ, rồi bước nhảy, rồi cách di chuyển dê cầu, thực sự một con chim rất là đáng gột anh em ạ. Đó, và thông tin của con chim này thì là một con chim tách AV ra anh em. Con này thì thuộc bộ to anh em nhá, cũng chưa phải là to hẳn, cũng trên bộ chung rồi, thuộc bộ to dài rồi. Anh em nhìn con chim căng là xòe, bung xòe rồi xòe đuôi anh em nhá, anh em để ý kỹ sẽ thấy. Và con chim thì là không có tất lối, nhưng mà lông lá của nó thì nó hơi xấu anh em ạ, tại vì là chim tách AV ra. Và cái giá của con chim này em chia sẻ giá nó cũng rất là cao anh em nhá. Nhưng mà một con chim thực sự em nghĩ nó đáng đồng tiền anh em. Một con chim thực sự không có điểm chê, từ bóng bộ, tướng tá, rồi nết chơi. Như con này em nghĩ nó chơi dê cầu rất là tốt anh em ạ. Đó, chim mặt dữ, giọng gắt, giọng cũng rất là hay. Đó, như anh em xem ở trên clip thì anh em cũng đã thấy rất thực tế rồi anh em. Còn chim căng thì còn xòe nữa anh em ạ. Bùng xòe rồi xòe đuôi. Thực sự để mà kiếm được một cái con chim như này cũng rất là hiếm anh em ạ. Anh em nhìn mặt mũi lên form bộ tướng tá. Đó, và em cùng báo giá em chia sẻ con này cho anh em nào mà ưng mà bắt là 4.500.000 anh em nhé. 4.500.000. Chắc là cũng nhiều anh em sẽ nói là tại sao một cái con chim mộc mà giá nó cao hơn cả chim cà phê, chim thuần. Nhưng mà một con chim mộc này nó rất tương lai và rất tố chất thì cái giá của nó vẫn cao anh em nhé. Còn có những cái con chim thuần, chim cà phê rồi giá nó cũng chỉ 2-3 triệu anh em. Đó, nó còn phụ thuộc vào cái tố chất của con chim anh em ạ. Còn anh em nào mà thấy ưng, cảm thấy nó đáng đồng tiền thì anh em muốn giao lưu thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào mà không ưng thì anh em xem giải trí anh em nhé. Thực sự con này em nghĩ gột để mà gột thì không có lý do gì để mà nó không lên được anh em ạ. Đó, còn con chim anh em nhìn em quay mà nó nhảy. Con chim nó cũng đứng lồng rồi nhưng mà người sang gần thì nó vẫn còn khá là nhát anh em. Với cả nó nhảy kiểu nó chỉ úp mặt vào trong, rất ít khi nó quay mặt ra ngoài anh em ạ, khi mà người tới gần anh em. Đó, kiểu hơi dị dị anh em ạ. Anh em để ý cái thần thái, cái bước nhảy của con chim, cái độ nhanh nhẹn của con chim là anh em nào mà chơi lâu rồi chắc anh em cũng biết được cái phách, cái nết của nó và cảm nhận được cái con chim nó như thế nào đúng không anh em. Đó, nó có quay mặt ra, nó chỉ quay ra một chút xong nó lại quay vào anh em ạ. Còn giờ em chuyển qua cái con tiếp theo này cho anh em tham khảo là con 107 anh em nhé. Một con chim cũng rất là tố chất và rất là gầu anh em ạ. Đó, giọng hót của con này cũng rất là gắt, chim thì rất là nhanh nhẹn. Con chim này thì cũng là một con chim tách AV ra anh em nhé. Chim tách AV ra, chim bộ trung to. Đó, tật lối thế là không có tật lối anh em.
anh em nhìn cầu mò thực sự là rất là tốt anh em ạ. Và cái con chim này em cùng báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 1.700.000 anh em nhé. 1.700.000. 1 chú chim rất là gấu anh em. Còn con chim thì như anh em cũng đã thấy rất là lăng xăng và nhanh nhẹn anh em ạ. Đó anh em, thực sự là quá gấu anh em. Lao mủ nhầu với con khác luôn này anh em ạ. Đó, em chia sẻ 1.700.000 anh em nhé. Một con chim rất là tố chất. Anh em nào xem mà thấy ưng thì anh em liên hệ cho em anh em nhé. Hôm nay em lên được tổng 5 con nào con nấy thực sự ra thái độ rồi nết chơi các thứ hết rồi anh em ạ. Những cái con chim Tech AV ra bây giờ lông lá nó hơi xấu, bây giờ về anh em khi chăm tốt bắt đầu anh em tập dàn giáo dần, xong anh em chăm vụ lông nữa anh em chơi sẽ rất là ok anh em. Còn đây là em quay bằng điện thoại cái bóng bụ tướng tá của con chim 107 này cho anh em xem cho cụ thể hơn anh em nhé. Lông mỏng, con chim thì quá là nhanh nhẹn rồi nha. Đó, con giờ em chuyển qua cái con tiếp theo là con 008 VIP 008 này cho anh em tham khảo anh em nhé. Đó, một con chim mà cũng rất là đẹp và tố chất anh em ạ, nhưng mà cái lông lá của nó hơi xấu, lông đuôi nó bị cùn anh em, tại vì chim Tech AV ra cho nên lông lá nó ít con, nó đẹp lắm anh em ạ, không có con nó đẹp. Còn chim có như nào thì em bảo thế anh em nhá, cũng có con AV ra lông lá nó đẹp anh em lại bảo nuôi lông rồi rồi lại thả vào để mà quay mà bán cho anh em thì cái đấy em đảm bảo chắc chắn với anh em là không có anh em nhé. Đó, còn những cái con chim em đăng lên anh em cũng ủng hộ rất là nhiều, và rất là nhiều những anh em mua chim của em rồi vẫn quay lại mua chim của em. Từ nay những cái con chim mà em chia sẻ xong em gửi cho anh em sẽ ghép vào cuối clip anh em nhé, cho anh em xem tham khảo cho nó cụ thể hơn anh em ạ. Con 008 này thì cũng là một con chim Tech AV ra, chim bộ trung to, chim không có tất lố anh em nhé, trung to mình ống dài đòn. Nhưng mà cái lông đuôi của nó thì nó hơi bị cùn anh em ạ. Nó lông lá hơi xấu. Và cái con 008 này em báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 1.600.000 anh em nhé. 1.600.000. Còn chim thì cũng rất là lăng xăng nhanh nhẹn. Đây nha, đây là cái clip em quay bằng điện thoại cho gió nét về cái bóng bộ tướng tá của con chim cho anh em xem cho cụ thể hơn đây nha. Đó, mặt mũi tướng tá, bóng bụng của con chim 008, 1.600.000 anh em nhé. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là cái con lồng số 25 này cho anh em tham khảo. Con này thì bộ chung thôi anh em ạ, nhưng mà rất là tố chất và lăng xăng anh em. Nhìn con chim cảm giác rất là bướng anh em ạ.
đó, rất là màu mỏ và giọng hót cũng rất là hay. Bộ chung nhưng mà khi lên bộ sổ giọng nhìn quả đầu cũng gần bằng quả bộ rồi anh em ạ. Đó, con 25 này thì cũng là một con chim tách Aviza và lông lá cũng xấu anh em nhá. Lông đuôi cũng bị cùn giống như con 008 lúc nãy anh em ạ. Đó, tật lối của con 25 này thì là không có tật lối. Và em cùng báo giá em chia sẻ con 25 này cho anh em nào mà ưng mà bắt là 1.300.000 anh em nhá. 1.300.000. Những cái con chim này thì là những cái con chim tách Avi ra về là anh em cho ra lồng là nó cũng đứng lồng ok rồi, chứ không phải là như chim bổi tinh bổi mới nữa anh em ạ. Đó, anh em về chăm ổn định là con chim nó cũng chơi dần được rồi, rồi anh em chăm tốt lại vô lồng nó sẽ rất là ok anh em. Đó, thì còn một con cuối clip cũng rất là hay anh em. Anh em cố gắng theo dõi hết clip anh em nhé. Con này thực sự rất là gấu anh em ạ. Nó cầu cánh rồi thái độ. Kiểu được gọi là bụng không to nhưng mà gan to đấy anh em. Đó, còn đây là cái clip mà em quay bằng điện thoại về cái bóng bụ tướng tá của con chim cho anh em xem cho rõ nét và cụ thể hơn anh em nhé. Tại vì em quay bằng máy quay thì nhìn con chim nó sẽ lên form bộ khi đấu, nhưng mà khi quay bằng điện thoại này thì anh em xem nó rất là thực tế, và khi anh em nhận được con chim nó sẽ giống với thực tế em quay bằng điện thoại này hơn anh em ạ. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con 119 này, cũng là con cuối cùng ngày hôm nay em lên em chia sẻ cho anh em đây nha. Một con chim cũng rất là tố chất. Cái con chim này thì nó như một con chim thuần rồi anh em ạ. Có nghĩa là khi mà anh em sang gần nó vẫn đứng, nó không nhảy, và kìa con khác nó vẫn chơi anh em nhé. Nhưng mà để mà thò tay vào lồng thì nó vẫn nhảy, chứ không thể nào mà sờ được nó nha. Đó, còn chim thì em chắc chắn là chim không phải mà trắng mà lớ lên, chắc chắn chim 100% mã đỏ từ rừng về, thả vi tách ra anh em nhé. Đó, bóng bộ tướng tá con chim rất là đẹp. Con này thì cũng là một con chim tách Aviza, chim cũng thuộc bộ to dài nhưng chưa phải là to hẳn anh em. Màu lân bóng bộ tướng tá chim rất là đẹp, chim thì rất là gấu anh em ạ. Đó, đoạn clip lúc này với đoạn clip này là em quay bằng máy quay. Anh em nhìn được cái con khi mà nó ra thái độ đấu rồi nó thả cánh như này thường rất là gấu, rất là bướng anh em. Còn đây là cái clip em quay bằng điện thoại, em đứng rất là gần anh em nhé. Đứng rất là gần khi nó thấy con khác nó vẫn ra thái độ rất là tốt anh em ạ. Đó, con 119 thì không có tật lối. Và cái con này thì em báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 2.300.000 anh em nhé. Hình bộ con chim vươn, hình vươn bộ rất là đẹp anh em. Đó, những cái con chim như này thì anh em về chăm cẩn thận, tắm rửa rồi hoa quả mùi tươi. Những cái con chim này thì rất là ít khi được ăn hoa quả mùi tươi anh em ạ. Mùi tươi thì chắc chắn là không có rồi, hoa quả thì bữa có bữa không. Cám thì hiện nay những cái con chim này tách ra thì là đang cho ăn cám cân láo đại, còn trước kia là cho ăn cám gà anh em ạ. Đó, thì hôm nay em lên được
tổng 5 con cho anh em tham khảo lựa chọn. Thông tin của từng con em cũng đã lên đầy đủ, anh em xem mà thấy ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Anh em nào mà không ưng thì anh em xem giải trí và em hẹn anh em clip khác anh em nhé. Em mà rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em anh em nhé. Nó anh em nhìn con chim rất là tố chất anh em. Còn như lúc này em nói thì em sẽ ghép những cái đoạn clip em gửi chim cho anh em ở cuối clip cho anh em xem tham khảo anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em.